Dự án Waterina hân hạnh được phát triển bởi công ty Thiên Đức và Maeda Corporation. Maeda Corporation là một tập đoàn Nhật Bản chuyên về xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng công cộng. Tính đến năm 2019, Maeda Corporation sẽ chính thức tròn 100 năm thành lập, đánh dấu cho một chặng đường dài hoạt động thành công và bền vững. Hiện nay, Maeda Corporation có chi nhánh ở khắp các quốc gia trên thế giới, nổi tiếng về chất lượng xây dựng, kỹ thuật cao và tiến độ công trình đúng hạn. Maeda đã và đang xây dựng hàng loạt các dự án công nghiệp và hạ tầng công cộng lớn như dự án Thủy điện Đa Min, ga hành khách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện tại là công trình tuyến xe điện ngầm Metro số 1. Công ty Thiên Đức, công ty con của công ty Golf Long Thành, là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí golf. Thành lập từ năm 1978, trải qua nhiều thăng trầm, tổng công ty Golf Long Thành đã thật sự vươn đến một tầm cao trong nền kinh tế Việt Nam. Liên tục thành công trong ngành giải trí golf không chỉ ở Việt Nam mà còn đã phát triển tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ngoài các dự án golf, tổng công ty Long Thành Golf còn đang phát triển và quản lý các khách sạn nghỉ dưỡng tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Vũng Tàu và Đà Lạt. Để xây dựng một biểu tượng đánh dấu cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, tập đoàn xây dựng hàng đầu Nhật Bản Maeda Corporation và công ty Thiên Đức đã kết hợp với nhau trong dự án mới Waterina Suite, tòa nhà cao ốc với thiết kế độc đáo mang đẳng cấp quốc tế theo tiêu chuẩn và chất lượng Nhật Bản. Sự kết hợp của Maeda và Thiên Đức trong dự án đẳng cấp Waterina Suite là sự kết hợp của một bên là chất lượng xây dựng bền vững và một bên là chất lượng dịch vụ luôn đảm bảo và ngày càng nâng cao. Điều đặc biệt của dự án Waterina Suite được chắp cánh bởi kiến trúc sư người Nhật Bản Kengo Kuma. Ông là một trong những nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng với hơn 70 công trình kiến trúc khác nhau trên khắp thế giới. Đa số các công trình đều có phong cách thiết kế đặc biệt, gắn liền với môi trường tự nhiên. Có thể điểm qua một số công trình tiêu biểu như sân vận động tổ chức Olympic 2020 tại Tokyo, tòa nhà Harbour tại Sydney, Úc, bảo tàng Folk Art tại Hàng Châu, Trung Quốc, nhà ga Saint-Denis, Paris, Pháp, trung tâm biểu diễn nghệ thuật Toyama, bảo tàng Hiroshige Batomachi giải Murano. Về cơ bản, chúng tôi lấy nước làm chủ đề chính. Hồ Chí Minh được bao quanh bởi một dòng sông vô cùng xinh đẹp, có cảm giác như thành phố và nước cộng sinh với nhau. Thông qua kiến trúc, chúng tôi mong muốn phản ánh được những đặc trưng này của thành phố. Nhưng làm thế nào để phản ánh được hình ảnh nước thông qua kiến trúc? Có rất nhiều cách thức. Tuy nhiên, lần này chúng tôi nghĩ đến hình ảnh sóng nước, nên chúng tôi lựa chọn cách thiết kế kiến trúc bên ngoài tòa nhà mềm mại như hình ảnh gợn sóng của nước. Nói tóm lại, đó là một kiến trúc mang hình ảnh tượng trưng của nước. Trước tiên, nhìn tổng thể, Waterina Suite được lấy cảm hứng từ đường cong mềm mại của những gợn sóng và vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang huyền bí. Thiết kế kiến trúc lượn sóng độc đáo, Waterina Suite cao 25 tầng, chỉ 86 căn hộ với không gian sống rộng rãi từ 87 đến 500 mét vuông, là một sản phẩm không những chỉ sở hữu vẻ đẹp bên ngoài mà còn chất lượng đẳng cấp từ bên trong. Waterina Suite được xem là một cao ốc căn hộ độc nhất tại Sài Gòn trong thời gian sắp tới. Tọa lạc tại khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, nằm ngay trung tâm hành chính,
Waterina Suite không chỉ ở rất gần những cây cầu lớn và đường hầm Thủ Thiêm, mà còn cách nhà ga Metro 2,5 km. Ngay bên cạnh có siêu thị Metro và Big C. Xung quanh là các trường giáo dục quốc tế. Có thể nói, căn hộ Waterina Suite hội tụ đầy đủ các yếu tố tạo nên một ngôi nhà thực sự đặc biệt tặng riêng cho chủ nhân đang khao khát sở hữu một căn hộ xứng tầm giá trị. Điểm nhấn là toàn bộ 86 căn hộ đều sở hữu một bức tranh sông Sài Gòn uốn lượn tuyệt mỹ, không bị giới hạn. Căn hộ gần trung tâm, diện tích lớn với view nhìn tuyệt vời như vậy đang dần bị hiếm đi do nhu cầu ngày càng cao, nhưng cơ hội sở hữu thì ngày lại càng thu hẹp. Hãy tận hưởng từng giây phút tuyệt vời bên hồ bơi. Bạn sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn. Phóng tầm mắt ra phía đường chân trời vô tận, cảm giác vô cùng thư giãn và vô cùng bình yên.